Chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ cùng các em dạy bài 10 sách giáo khoa môn hình học 12 trang 49 bài mặt cầu. Cụ thể bài tập số 10 như sau: cho hình chóp SABC có bốn đỉnh đều nằm trên mặt cầu, được chưa? SA bằng A. SA bằng A, SB bằng B, được chưa? Và SC bằng C. Rồi. C bằng C. Ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. SA, SB, SC đôi một vuông góc. Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu được tạo nên bởi mặt cầu đó. Thì muốn tính được hai cái diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu, chúng ta sẽ phải tìm bán kính của mặt cầu, được không các em? Rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm bán kính mặt cầu. Trước hết thầy gọi Y, gọi Y là tâm mặt cầu. Tâm mặt cầu. Ngoại tiếp. Chóp SABC, được chưa? Và thầy hạ EZ vuông góc với mặt SAB, với điều kiện là Z thuộc mặt SAB. Thì ta có là vì là SA, vì IS bằng IA bằng IB, nên ngay lập tức chúng ta suy ra ZS bằng ZA bằng ZB, được chưa? Đây là tính chất mặt cầu thôi, được chưa? Rồi. Tức là Y là tâm mặt cầu, thì khi mà hạ hình chiếu của Z xuống cái mặt phẳng SAB thì Z cũng sẽ biến thành tâm ngoại tiếp của cái SAB ngay. Hay nói cách khác, Z là biến thành tâm đường tròn đi qua ba đỉnh SAB, được chưa? Nên chúng ta mới có ZS bằng ZA bằng ZB. Nên chúng ta suy ra Z là tâm, thế với ta chỉ đường tròn nhé, tâm đường tròn ngoại tiếp, tam giác SAB, được chưa? Lại có tam giác SAB làm vuông tại S, nên ngay lập tức chúng ta suy ra đó là gì nhỉ? Đó là Z, Z là trung điểm AB. Z là trung điểm AB. B được chưa? Rồi. Bây giờ thầy mới gọi tiếp, đó là ta có này, ta có đó là SC vuông góc với SA, SC vuông góc với SB, được chưa? Nên chúng ta suy ra đó là SC song song với SC vuông góc với mặt SAB, được chưa? Vậy lại có EZ cũng vuông góc với mặt SAB, nên vậy SC sẽ song song với EZ, được chưa? Rồi, SC song song với EZ. Thế thì chúng ta sẽ lấy thêm, thầy sẽ lấy thêm cái điểm H. Thầy gọi H là trung điểm SC, và đây thì lấy điểm K đi. K. K là trung điểm CA, thầy sẽ nối các cái đường này vào cho em quan sát nhá. Một đường này. Hai đường này. Và ba đường. Rồi. Rồi, thầy sẽ tìm cách chứng minh cái IHSG là hình bình hành nha các em. Thầy gọi H, xin lỗi, IHSG là hình chữ nhật, nó mạnh hơn hình bình hành. Bây giờ thầy mới gọi gọi điểm, gọi H K lần lượt là trung điểm, SC, và AC, được chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra cái gì? Chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta suy ra HK song song với SA, đúng không? Nên HK là đường trung bình mà, nên HK sẽ vuông góc với SC ngay, được chưa? Rồi, bây giờ thầy tìm cách chứng minh IK vuông góc với SC, được chưa? Rồi thì các em thấy đó là ta có KS bằng KA bằng KC, đúng không? Do cái này là do tam giác SAC vuông tại S. Vậy chúng ta suy ra ngay K sẽ là tâm đường tròn vuông tại S. Chúng ta suy ra K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SAC, nên ngay lập tức chúng ta sẽ có, chúng ta suy ra IK vuông góc với mặt SAC
Ai được chưa? IK vuông góc với SAC. Cái này là do Y là tâm mặt cầu. Tâm mặt cầu. Đúng không? Nên ngay lập tức chúng ta sẽ suy ra. Suy ra đó là IK. IK vuông góc với SC. Rồi. IK vuông góc với SC, HK vuông góc với SC lại có đó là HK vuông góc với SC, nên IK vuông góc với mặt xin lỗi, nên SC vuông góc với mặt IHK, nên chúng ta suy ra IH đây, viết xuống dưới nhá, SC vuông góc với mặt IHK, nên suy ra đó là IH vuông góc với SC, được chưa? Rồi, vậy tóm lại là chúng ta chứng minh gần xong rồi đấy. Rồi, các em quan sát thêm chút nữa nhá. Rồi, IH vuông góc với SC nào, IH vuông góc với SC. Rồi, ta có đó là góc IHS. IHS sẽ bằng 90 độ đúng không? 90 độ bằng góc HSG. À, chấm phẩy đi, góc HSG cũng bằng 90 độ. Cái này là do HS vuông góc SG. HS vuông góc với SG. Tại sao HS vuông góc với SG? Vì HS nó vuông góc với cả mặt SAB cơ, được chưa? Và góc EGS thì hiển nhiên bằng 90 độ. EGS bằng 90 độ. Cái này là do, cái này bằng 90 độ thì rõ ràng là do EG vuông góc với mặt SAB. Vậy IHSG là hình chữ nhật. Rồi chúng ta suy ra một kết luận rất quan trọng, IHSG là hình chữ nhật. Để chúng ta tìm cách tính IS, được chưa? IHSG là hình chữ nhật. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm cách tính IS nhá. Thầy sẽ viết là một cái tờ khác. Rồi, đây, tiếp theo nó sẽ như thế nào? Thì chúng ta tìm cách tính IS. Bây giờ ta mới có IS. IS là đường chéo hình chữ nhật. Ta có IS sẽ bằng căn bậc 2 của SH bình cộng SG bình, được chưa? SG bình thì chúng ta tính SH đi. SH thì bằng C trên 2 đúng không? Vì H là trung điểm của SC. Tiếp theo SG. SG thì bằng AB trên 2 đúng không? Bằng AB trên 2. SG là bằng AB trên 2 vì tam giác BSA vuông tại S. SG là đường trung tuyến, được chưa? AB trên 2, AB thì bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương trên 2. Rồi, vậy IS sẽ bằng R và bằng căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương. Các em thay vào thôi, thầy sẽ viết luôn đáp số. Thay vào thì chúng ta sẽ có là căn bậc 2 A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương trên 2, được chưa? Rồi, được chưa? Để căn nha các em, căn. Rồi, tính xong IS thì chúng ta có thể tính được diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu, được chưa? Diện tích mặt cầu. Mặt cầu là đã có S sẽ bằng 4pi R bình. Cái sẽ bằng pi nhân A bình cộng B bình cộng C bình, được chưa? Các em thay số vào thôi, thay thẳng cái R này vào đây. Rồi, thể tích khối cầu là V bằng 4 phần 3 pi R mũ 3, được chưa? Chúng ta lại thay số này vào thì chúng ta sẽ thu được cái này sẽ bằng pi nhân A bình cộng B bình cộng C bình. Cái này phải mũ 3 lên nên là nó sẽ xuất hiện cái này. A bình cộng B nhân căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Tất cả trên 4 phần 3 mà nhân với 1 phần 8, 4 phần, 1 phần 6 đúng không? Đây, em thay số và chúng ta sẽ ra được đáp số như sau. Được chưa? Chúng ta cứ thay đúng cái này vào thôi. Rồi, chúng ta kết thúc bài tập số 10 tại đây.